Nghệ sĩ hài Minh Béo đối mặt mức án hơn 5 năm tù ở Mỹ. Trang tin tức của quận Cam, California, Mỹ đưa tin nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam vừa bị bắt vì tình nghi tấn công tình dục một bé trai dưới 14 tuổi. Theo Objective, sáng ngày 29 tháng 3, nghệ sĩ Việt Nam Hồng Quang Minh, tên thật của Minh Béo, 39 tuổi, bị truy tố với hành vi lạm dụng tình dục, có ý định thực hiện hành vi khiêu dâm với trẻ dưới 14 tuổi và hẹn hò gặp gỡ với trẻ vị thành niên để thực hiện ý định này. Các công tố viên cho biết Minh Béo là nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, đã tiếp cận với nhóm vũ công nhỏ tuổi khi làm giám khảo tại một cuộc thi tài năng dành cho người Việt tại một đài phát thanh ở Huntington Beach hôm 20 tháng 3. Theo các công tố viên, đoạn video được ghi lại cuộc trò chuyện đang được lưu giữ tại sở cảnh sát. Tiếp đó, ngày 23 tháng 3, Minh Béo được cho có hành vi lạm dụng tình dục một cậu bé khi nạn nhân đến buổi thử giọng. Không lâu sau, nạn nhân này báo với cảnh sát Reden Joe và họ bắt đầu tiến hành cuộc điều tra. Một cảnh sát đã giả dạng là một cậu bé dưới 14 tuổi liên lạc với Minh Béo. Nam diễn viên hài Việt Nam bị bắt hôm 24 tháng 3 khi cố gắng sắp xếp cuộc gặp gỡ với nhân viên này với mục đích tấn công tình dục. Theo các công tố viên, Minh Béo hiện bị giam giữ tại nhà tù quận Cam với mức bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu đô la Mỹ. Anh sẽ chính thức ra hầu tòa vào ngày 15 tháng 4 tới. Cũng theo Richter, nếu bị kết án tù, Minh Béo phải đối mặt với bản án tối đa 5 năm và 8 tháng trong nhà tù tiểu bang, đồng thời được lưu vào sổ tấn công tình dục suốt đời. Sau khi hoàn thành bệnh án, Minh Béo sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi nước Mỹ.